mùa đấy chị em. Thế các già lên chùa từ bao giờ nhỉ? Ấy thế mà mầu tôi mang tiếng lặng lơ, đất đỏ đưa cấm gió. Tôi lên chùa từ 13 ấy thế mà mầu tôi, ôi à, tôi lên đi chùa kiêng nghĩ còn thời thấy điều 30 ơi à, thế mà 13 ý. Ơi 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 ơ
chín chắn nhất nhà đây. Giờ là mắc kẻ mau. Này thầy Tiếu ơi, thầy như táo rụng sân đình, mà em như gái giờ đề. Ấy đi rình của chúa đấy thầy Tiếu ơi, táo mù rụng. Tôi niệm Nam Mô A Di Đà.